Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi, dương lịch là ngày 18 tháng 5 2019, và chúng ta đang có mặt trong cái khóa tu định kỳ Bát Quan Trai, cũng là cái dịp đặc biệt đón chào cái sự kiện Phật đản. Sự kiện Phật đản năm nay chúng ta đăng cai tổ chức cái lễ hội Vê Sắc Liên Hiệp Quốc để tôn vinh tưởng nhớ những cái giá trị đóng góp cao tột của Đức Phật, bậc thầy của chúng ta, về những giá trị nhân văn, đạo đức và đóng góp cho hòa bình của xã hội. Thầy là Quảng Tịnh, thầy đã từng gắn bó nương nhờ ở nơi đây 5 năm trước đây, đã từng được các vị dọn cơm cho ăn, bưng nước cho uống, giặt khăn cho lau mặt, giúp đỡ rất nhiều. Và trong suốt mấy năm nay, thầy thỉnh thoảng cũng được trở về và có những cái buổi giao lưu, nói chuyện, chia sẻ với đại chúng. Hôm nay trong cái sự kiện đặc biệt này, chúng ta đang hân hoan để đón chào ngày Phật đản, cho nên cái đề tài mà thầy gửi đến đại chúng đó là Phật đản sinh, ta cũng đản sinh. Xin đại chúng lắng lòng để nghe thầy chia sẻ. Trong 75 phút cho phép, thầy sẽ nói với các vị ba vấn đề sau đây. Thứ nhất là thầy giới thiệu làm một cách vắn tắt về cái ý nghĩa, nguồn gốc của cái ngày lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc. Thứ hai là thầy sẽ nói với các vị về cái sự kiện Đức Phật đản sinh. Và khi ta nhìn thấy Đức Phật đản sinh là một chú bé bước chân đi 7 bước ở nơi vườn Lâm Tỷ Ni, thì ta là người học Phật, ta cũng nhắc nhở mình để cho ông Phật có sẵn trong tâm của mình cũng được tái sinh, được đản sinh, bước ra khỏi cái tâm hồn và thể xác của ta. Và điều cuối cùng mà thầy chia sẻ với đại chúng là những cái bí quyết để sống vui, sống khỏe, sống bình an những năm tháng tuổi già. Đó là ba điều mà thầy sẽ chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về sự kiện Phật đản Liên Hiệp Quốc hay là lễ Vê Sắc. Có ai ở trong đây biết nguồn gốc của cái lễ Vê Sắc mà ta nghe nói bữa giờ không ạ? Giơ tay lên cho thầy xem. Có mấy người biết, giơ tay cao lên ạ. Vâng, đây là lý do mà thầy phải trình bày với quý vị. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, gần 175 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên thế giới đại diện là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, họ nhóm họp và đưa ra một tiêu chí chọn một cái tôn giáo nào mà thích hợp cho loài người ở trên trong cái thiên niên kỷ mới này. Tìm một tôn giáo không nhất thiết phải là tôn giáo đông người theo nhất, tôn giáo nào đáp ứng được cái yêu cầu là mở ra cho loài người một cái cách sống bình yên, hạnh phúc, và giúp cho thế giới chấm dứt chiến tranh, chấm dứt bạo lực, chấm dứt xung đột. Thế giới thì có rất nhiều tôn giáo, có những tôn giáo đông dân hàng tỷ người như đạo Hồi, có những tôn giáo đã ngự trị thế giới như đạo Thiên Chúa, đạo Phật. Số lượng tín đồ trên toàn thế giới chưa tới 1 tỷ người. Nhưng rồi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất và chọn đạo Phật, chọn những cái minh triết Phật dạy bao gồm tình thương, trí tuệ, khả năng xóa bỏ hận thù, khả năng khơi mở yêu thương, khả năng để giúp cho người ta bình an đứng dậy sau những vấp ngã, chọn những minh triết của đạo Phật làm cái tấm bản đồ cho nhân loại phải noi theo, cho dù người đó có tin Phật hay không mặc kệ. Thế giới đã nhất trí chọn những cái lời Phật dạy, mà cụ thể là 5 giới của người Phật tử tại gia làm kim chỉ nam, làm một cái chìa khóa vàng cho nhân loại trên thế giới học theo, nương theo để mà sống một đời bình an,
xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh trị. Không những thế, người ta đã chọn chính Đức Phật, chính cuộc đời của Phật là một tấm gương để cho 7 tỷ người trên thế giới phải noi theo và tôn vinh thông qua 3 cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời Phật. Đó là sự kiện Đức Phật ra đời ngày 15 tháng 4 âm lịch, sự kiện Đức Phật đi tu và giác ngộ, đó là ngày 8 tháng Chạp âm lịch, và sự kiện Đức Thế Tôn nhắm mắt lìa trần là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Chọn một cái ngày để cùng tưởng niệm 3 cái sự kiện đó. Cái ngày được chọn là ngày trăng tròn tháng Vesak của Ấn Độ, ứng với ngày tầm tầm tháng 5 dương lịch, tức là tầm với tháng 4 âm lịch của mình. Cả thế giới hệ đến cái ngày trăng tròn tháng Vesak của Ấn Độ thì tất cả mọi lãnh đạo của thế giới, mà cụ thể là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đều có mặt tại trụ sở và cùng tôn vinh, tưởng nhớ và ca ngợi cái tấm gương cuộc đời của Đức Phật. Để làm chi vậy? Để nhắc nhở cho loài người hiểu rằng cho dù cuộc đời này có nhiều hơn thua rối rắm, dù cuộc đời này vẫn còn nhiều chiến tranh xung đột, nhưng hãy nhớ rằng vẫn còn đó một tấm gương sáng đã tồn tại, đã xuất hiện ngay trên quả địa cầu này, đó là Đức Phật. Và bắt đầu từ năm 2001 cho đến nay, cứ đến cái ngày tháng Vesak của Ấn Độ. Vì sao gọi là tháng Vesak? Ở lịch âm lịch của mình thì có tháng Giêng, phải không ạ? Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 thì trồng đậu, trồng khoai, trồng cà chẳng hạn. Tháng 3 là đậu đã già, ta ra hái đậu và về nhà phơi khô. Tháng 4 thì sao? Đi tậu trâu bò để ta sắp sửa mà làm mùa tháng 5 chẳng hạn vậy. Tháng âm lịch thì có tháng Giêng, có tháng Chạp. Tương tự ở Ấn Độ có cái tháng gọi là tháng Vesak. Tháng đó nó ứng với tháng 5 dương lịch, tháng 5 của Tây lịch, tức là tầm tháng 4 âm lịch của mình. Vậy là nghị quyết đó thông qua, từ đó đến nay, hệ đến vào ngày trăng tròn, tức là ngày rằm tháng Vesak của Ấn Độ, thì đại diện cho gần 7 tỷ người trên thế giới đều có mặt tại trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cùng cúi đầu trước Đức Phật, cùng tôn vinh, cùng tưởng niệm những cái giá trị thiêng liêng cao cả mà người đã mang đến cho cuộc đời. Đất nước Việt Nam, dù đạo Phật không phải là quốc giáo, nhưng chúng ta đã được 3 lần thế giới tin tưởng và giao phó cho trọng trách đăng cai tổ chức cái sự kiện Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Có nghĩa là sự kiện đó do Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức tại Việt Nam. Và lần thứ nhất tổ chức vào năm 2008 tại Hà Nội. Lần thứ hai tổ chức vào năm 2014 tại chùa Bái Đính của Ninh Bình. Và lần thứ ba cách đây đúng 4 ngày tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc của tỉnh Hà Nam. Lần thứ ba này là cái lần đặc biệt, tất cả mọi thứ đều vượt kỷ lục những năm trước. Số lượng khách mời quốc tế mà tham dự là 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có những vị lãnh đạo hàng đầu thế giới như Phó Tổng thống của Ấn Độ, Tổng thống của Sri Lanka, Phó Tổng thống của Nepal, Chính Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam. Lãnh đạo hàng đầu các tôn giáo thế giới đều có mặt. Tổng cộng số lượng người tham dự là lên đến 50 vạn người tại chùa Tam Chúc Hà Nam. Thầy cũng may mắn có mặt ở đó, vừa trở về cách đây 3 hôm, để thấy được một điều. Trong cái lễ bế mạc thì cái vị đứng đầu của Phật giáo thế giới là cái người sáng lập ra cái ngày Vesak. Vị đó đã đứng lên và phát biểu như thế này: chúng tôi, những du khách quốc tế, phải cúi đầu ngạ mụ trước con người Việt Nam, trước đạo Phật Việt Nam đã tổ chức những cái lễ hội Vesak hoành tráng, ấn tượng và hy hữu như thế này. Chúng tôi là đất nước Thái Lan, Phật giáo là quốc giáo, luôn luôn bao nhiêu đời được vua chúa ủng hộ, nhưng chưa bao giờ có
có thể tổ chức được một sự kiện lớn, hoành tráng, quy mô và có cái tiếng vang đến quốc tế như vậy. Và thông qua cái sự kiện đó, chúng ta đón nhận hàng ngàn các cái vị đại biểu, các nhà khoa học quốc tế trở về tham dự. Ta có cơ hội để giới thiệu cho bạn bè khắp năm châu về đất nước, về con người, về văn hóa Việt Nam, về đạo Phật Việt Nam. Chứ bao giờ người ta nói lên những cái niềm xúc động, sự cảm ơn chân thành như vậy. Và đó là sự kiện mà cả nước, hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh và lãnh đạo Phật giáo của 64 tỉnh thành cùng có mặt tại chùa tại Hà Nam để tổ chức cách đây 4 ngày trước. Và sau đó, trên khắp mọi nơi ở trên lãnh thổ Việt Nam này, từ vùng đô thị phồn hoa như Sài Gòn, Hà Nội đến những cái vùng mù khơi cá trắng như Quảng Trị, Quảng Bình, đến những vùng tận hải đảo xa xôi như tuốt ngoài Hoàng Sa, và lên đến tận cùng của Tổ quốc như Hà Giang, tất cả mọi người đều nô nức, đều hoan hỷ tổ chức cái lễ hội Vê Sắc nó hoành tráng hơn những năm trước, để cùng nhau chung vui một sự kiện. Đó là những cái giá trị cao cả mà thầy mình để lại trải qua 26 thế kỷ rồi, thông thường sẽ bị cái lớp bụi thời gian phủ mờ. Nhưng không, những cái lời Phật dạy, những giá trị Phật dạy mà ta tu tập theo mãi hoài còn nguyên giá trị. Đến bây giờ thế giới tìm lại như thế, khám phá ra một cái kho báu họ đã tôn vinh, họ đã ca ngợi và họ phải ngạ mũ nên mà cúi chào. Sự kiện đó sáng ngày 1 tại chùa Già Lam cũng sẽ tổ chức sự kiện Phật đản, nhưng đồng thời là sự kiện Vê Sắc thiêng liêng. Tối hôm nay thì tại lễ đài chính của chùa Già Lam sẽ diễn ra cái chương trình văn nghệ cúng dường, cũng nghe nói là rất quy mô và hoành tráng. Do vậy nghe giảng xong, lỡ có về nhà ăn uống tắm rửa thì nhanh chóng trở lại để nghe ca nhạc, và sáng mai có mặt thật sớm để dự cái lễ Phật đản đặc biệt này. Các vị nhớ chưa? Thầy vừa mới giới thiệu với các vị một cái cách sơ lược vắn tắt về cái ý nghĩa của cái lễ Vê Sắc và nguồn gốc của nó. Bây giờ ta sẽ nói về Vê Sắc. Nó tưởng niệm ba sự kiện đó. Thế thì ba sự kiện đó có cái gì đáng để mà tưởng nhớ? Thứ nhất là Đức Phật ra đời. Thứ hai là Đức Phật giác ngộ. Và thứ ba là Đức Phật qua đời. Thứ nhất, Đức Phật chào đời. Nếu không có ngày đó, nếu ngày xưa nơi vườn Lâm Tỳ Ni mà Thái tử Tất Đạt Đa không bước chân đến với cuộc đời, thì thế giới này sẽ mãi hoài ngập chìm trong bóng tối vô minh, đúng không ạ? Thế giới này sẽ ngập tràn trong bóng tối của oán thù, của tội lỗi, của vô minh, của tà kiến. Ta và hàng triệu người trước ta, hàng triệu người sau ta sẽ mãi mãi không biết đâu là đường sáng để đi, đâu là nơi thánh thiện để về, mà chúng sinh sẽ ngập chìm trong bóng tối. Nói như lúc mà Đức Phật thành đạo á, cái vị ma vương Ba Tuần đã cầu thịnh Phật mà hãy vì chúng sinh thuyết pháp. Ông đó đã nói như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, bậc thiện thệ, giống như người chiến sĩ đã chiến thắng hết mọi kẻ thù, giống như người anh hùng đứng lên trên ngọn núi cao nhìn xuống thấy đám quần sinh đang lặn hụp ở trong bể khổ trầm luân. Cũng vậy, xin Đức Thế Tôn hãy giang tay mà nói pháp để cứu độ cho đời. Kính bạch Thế Tôn, cũng giống như người cầm một ngọn đuốc sáng, biết rằng chúng sinh muôn đời ngập chìm trong bóng tối của u mê. Đã bao đời rồi chúng sinh quờ quạng trong đêm đen, không biết đâu là lối về của giác ngộ, chẳng biết đâu là tránh con đường để tránh xa những hố hầm trong gai tội lỗi. Xin Đức Thế Tôn hãy thương yêu chúng sinh, hãy lên đường thuyết pháp, mở mắt cho chúng sinh nhìn thấy con đường chánh, con đường tà, con đường sáng, con đường tối tăm. Cho nên trước hết, cái sự kiện ra đời của Phật đã cho thế gian này một cái
ánh ngọn đèn giác ngộ. Nếu ngày đó ở nơi vườn Lâm Thái Tự không xuất thế thì không thể nào có ông Phật Thích Ca cho muôn đời ta tôn thờ, đúng không ạ? Đó là sự kiện Đức Phật đản sinh. Nhưng nếu như mà đản sinh rồi mà không đi tu, cứ sống một đời phè phợn, sáng rượu chiều bia, bữa trưa hút thuốc lào, cứ như thế, thế thì cuộc đời này cũng không có một Đức Phật. Cho nên ra đời rồi chiến thắng được mọi cám dỗ, mọi ràng buộc, để rồi đi tu 6 năm núi tuyết rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa, nhờ đó mới chứng thần đào quả, hàng phục ma binh. Con người đó nghe đồn rằng vào cái ngày đêm mùng 8 tháng 12 năm đó, ở dưới gốc cây Bồ Đề, Thái Tử tiền thân của Phật Thích Ca đã vượt thoát bao nhiêu cái cám dỗ, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái trở lực của ma vương, ma chướng bày ra. Đó là những con ma sợ hãi, những con ma nghi ngờ, những con ma biếng nhác, những con ma tà kiến có sẵn trong tâm của mọi người, để rồi vượt thoát tất cả. Ngay khi ánh sao mai vừa mọc ở trời đông, trí tuệ người đã bừng lên, chiếu tan đi màn đêm tăm tối. Người ẩn sĩ sống một đời không nhà không cửa, đã nhìn thấy vạn loài chúng sinh đang lặn hụp trong bể khổ trầm luân, nhìn thấy bao nhiêu dòng sinh tử nối tiếp nhau. Người này trong kiếp xa xưa đã từng là ai, tên họ là gì, sinh trưởng trong cái dòng họ nào, lớn lên ra sao, trưởng thành thế nào, hạnh phúc ra sao, đau khổ thế nào, rồi chết chóc thế nào, thế rồi chết rồi lại luân hồi tái sinh ra sao. Ngài nhìn thấy muôn ngàn kiếp sống của vạn vạn chúng sinh, giống như mình nhìn thấy từng cái đường chỉ trong bàn tay vậy. Ngay phút giây đó, ngay phút giây Ngài giác ngộ, Ngài đã nói lên một cái lời tuyên ngôn của bậc giác ngộ. Ngài nói: này, đã được chép lại trong kinh Trung Bộ. Ngài nói: này, hỡi người thợ làm nhà, tức là vô minh ấy, xuyên qua nhiều kiếp sống luân hồi, Như Lai thân thang đi mãi. Như Lai đã đi như một người kẻ cùng tự, và bước đi Như Lai đi tìm cái người thợ cất cái nhà lên để nhốt Như Lai. Trải qua nhiều kiếp sống luân hồi mỏi mệt, Như Lai tìm mãi mà không thấy ngươi. Này hỡi người thợ làm nhà, nay ta đã nhìn thấy, đã tìm thấy được ngươi. Từ nay ngươi không thể nào cất cái nhà cho Như Lai nữa. Cái nhà tức là cái lồng để nhốt Như Lai ở trong vòng luân hồi đó. Từ nay ngươi không thể cất nhà cho Như Lai nữa. Cái cột của ngươi đã bị ta chặt đi. Cái đòn giông của ngươi đã bị ta phá gãy. Ta đã chứng quả vô sinh bất diệt. Ta đã tự tại trước dòng sinh tự tử sinh. Từ nay ngươi không thể trói buộc sai sự được ta. Đó là lời tuyên ngôn của Phật ngay khi Ngài giác ngộ. Và cái sự kiện Phật giác ngộ ở nơi cội Bồ Đề năm xưa, đó được coi như là một cái mở ra một cái trang sử mới cho nhân loại. Bởi vì thực sự từ đó nhân loại mới có một vị Phật. Trước đó chưa có Phật. Trước đó ánh đạo vàng nó chưa bừng sáng. Trước đó thế gian này dù có một thái tử kiệt xuất chào đời, nhưng vẫn chưa có ai chỉ cho một con đường để thoát khỏi những hố hầm của chông gai và tội lỗi. Đó là ý nghĩa cái thứ hai người ta tưởng niệm Đức Phật thành đạo. Giống như đi tu vậy. Đi tu sinh ra là một chuyện, đi tu là tốt, nhưng mà đi tu mà phải giác ngộ, phải không ạ? Thì mới ngon. Chứ đi tu mà cứ lầm lầm lụi lụi thì cũng ngon. Đi học mà phải thành tài, phải tốt nghiệp đại học, phải ra trường cầm bằng đỏ thì mới bắt đầu dựng xây đóng góp cho xã hội. Chứ đi học mà thi lại hoài, học 10 năm không ra trường thì thôi bỏ đi, đúng không? Tượng niệm Đức Phật ra đời là một chuyện, tượng niệm Đức Phật giác ngộ, và đây là sự kiện thứ ba mà thế giới tượng niệm, đó là Đức Phật nhắm mắt lìa trần. Tương truyền rằng hồi nhỏ mấy giờ là ta nghỉ nhỉ?
4 giờ là nghỉ rồi hả? Ôi, à bây giờ mới 3 giờ mà. Thầy nhìn nhầm, hết hồn. Tương truyền rằng khi Đức Phật 80 tuổi, khi đó Ngài đã già rồi, sức khỏe đã yếu rồi. Và Ngài nói với A Nan, người thị giả của mình: này A Nan, thân thể ta đây giờ giống như chiếc xe đã hết đát, cụ kỵ, và ta sẽ đến lúc phải nhắm mắt lìa trần, thân thể này phải trở về với cát bụi. Thế rồi vào tháng 2 âm lịch, khi mà mấy thầy trò đang trên đường hoàng hóa về phương Bắc, đến nơi rừng Kushinaga của ngày hôm nay gọi là thần Câu Thi Na, thì Đức Phật sau khi ăn cái bát cơm cuối cùng được ông Thuần Đà là một người thợ rèn cũng cho ăn, thì đêm đó Ngài đau bụng và Ngài rất là cơ thể Ngài nó hành hạ Ngài ghê gớm. Chứ đừng có tưởng Phật còn đau bụng cho mình, nhớ chưa, ai đau hết. Đêm đó Ngài đau bụng và Ngài cố gắng Ngài đi bộ, chứ Ngài không đi taxi. Ngài đi bộ cho đến cái khu rừng Sa La, và khi bầu trời đã bắt đầu ngã về chiều, khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuốm vàng cả cái khu rừng Sa La, thì Ngài nằm trên cái chiếc võng móc giữa hai cây Sa La, và Ngài đã dặn dò những người học trò của mình những lời sau cuối. Những lời dặn dò đó được chép lại trong kinh Di Giáo, tức là những lời dạy cuối cùng của Phật. Ngài đã dạy một đời, những phút cuối đời Ngài vẫn tóm tắt Ngài dạy lại: này các thầy, một đời Như Lai xuất hiện đi tu giác ngộ để giảng dạy cho đời, cũng chỉ bấy nhiêu điều ta muốn nhắn nhủ với các ngươi, rằng đời sau không cần phải nương tựa vào ai hết, bởi vì dựa vào núi, núi có thể nó đổ; dựa vào cái nhà có thể sập; dựa vào ông thầy có thể sẽ cởi áo về đời. Hãy dựa vào chính mình, hãy nương vào giáo pháp của Như Lai đã dạy, hãy nương vào giới luật, lấy giới luật làm bậc thầy để mà nương tựa, lấy những lời Như Lai dạy để làm bản đồ mà bước đi. Đừng bao giờ đặt cả sự nghiệp đời mình dựa hết vào một người nào, như cây tầm gửi, như cái cây mướp nó dựa vào những cái nhành cây, để khi gió thổi nhìn cây trúc là cây mướp cũng đai theo. Ngài nói đừng có dại dột nghe các ngươi, đời sau đừng có dựa vào ai hết, hãy dựa vào giới luật, hãy dựa vào những lời Như Lai đã dạy để mà tu tập. Rồi Ngài còn dạy nữa: này các thầy, đời sau các thầy đừng có như thế này, đừng có như thế kia. Rất nhiều việc Phật dạy mà trong kinh Di Giáo đã ghi chép tỉ mỉ. Sau cùng Đức Phật đã hỏi đi hỏi lại 3 lần. 4 sự thật mà Như Lai đã dạy bao gồm: khổ đế là cái sự thực của khổ đau, nguyên nhân có những khổ đau, con đường để vượt thoát khổ đau và trạng thái không còn nguyên nhân của khổ đau, các ngươi có còn thắc mắc gì nữa không thì hỏi đi, kẻo sau này ta chết rồi thì hối tiếc rằng ngày đó ngồi bên cạnh Phật mà không chịu hỏi. Phật hỏi đi hỏi lại 3 lần như thế, nhưng mà các thầy ai nể lặng thinh. A Nan mới đại diện đứng lên mà nói: bậc Thế Tôn, thật là mầu nhiệm, những lời của Ngài dạy ra như ánh sáng chiếu tan đi bao bóng tối của u mê. Bậc Thế Tôn, mặt trăng có thể có một ngày nào đó nó nóng lên, mặt trời có thể một ngày nào đó nó lặn đi, nhưng những lời của Như Lai dạy thì vĩnh viễn mãi hoài không bao giờ thay đổi. Sau cái lời nói tán thán đó thì Đức Phật Ngài đã nói một câu sau cùng: này các thầy hãy tinh tấn lên để mà đạt giải thoát. Và sau đó Ngài đã nhắm mắt lìa trần. Kinh điển mô tả phút giây đó, quả đất 6 lần rung động, cả cái rừng hoa Sa La hoa rơi xuống lạ chà trên thân của Như Lai, giống như hoa, những cái cả cái rừng cây đang khóc. Kinh mô tả rằng lúc bấy giờ cả bầu trời dường như ảm đạm, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần mình chấn động, ai cũng cảm thấy nỗi buồn.
buồn man mạc. Nhiều thầy mà tu chưa chứng, gọi là lơ tơ mơ, giống như ông này thời đó đó, gào khóc: trời ơi, Phật đi rồi, chúng con biết nương tựa vào ai? Giống như cha mẹ chết mình khóc vậy đó, mẹ thầy cũng khóc. Và sự kiện đó là sự kiện thế gian này thực sự vẫy tay chào một bậc giác ngộ hiện hữu bằng xương bằng thịt. Đó là ba sự kiện quan trọng mà thế giới Liên Hợp Quốc đã tưởng niệm vào ngày Vê Sắc nhá. Nhưng mà hôm nay, trong cái giới hạn của một bài nói chuyện ngắn ngủi, thầy xin dừng lại và thầy nhấn mạnh vào cái sự kiện Đức Phật đản sinh. Bởi vì thầy nhớ thầy đã từng giảng với các vị một cái đề tài, đó là nhân sự kiện Đức Phật nhập diệt, đúng không? Bài giảng đó mang tên là rừng Sa La nhỏ lệ. Thầy đã giảng tại đạo tràng chùa Gia Lăng. Và hôm nay chúng ta đang tưởng niệm cái ngày đản sinh, cho nên thầy sẽ nói chuyện đản sinh, thầy nói chuyện sinh nhật nhé. Thì ta biết rằng, tương truyền rằng là Thái tử Đức Phật trước khi đi tu là Thái tử Tất Đạt Đa. Ông ta là con trai của ông vua Tịnh Phạn và hoàng hậu tên là gì? Maya, ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, tức là Ấn Độ xưa. Rồi bà vợ, bà già rồi không có con, cũng không có, thời đó cũng có bệnh viện phụ sản để đi khám. Mà bà chỉ cầu trời khấn Phật, cầu làm những điều phước thiện để mong rằng mình có đủ phúc duyên để thần tiên tặng cho mình một đứa con. Và những cái nỗ lực làm thiện của bà, những cái nhiều cái phước báo của bà làm cho bà bỗng dưng có thai. Tương truyền rằng trong đêm đó, khi bà đang nằm ngủ, thì bà nhìn thấy trên bầu trời cao có một con voi màu trắng đi xuống. Cái vòi của nó quắp một nhìn hoa sen, và nó nhìn bà ánh mắt lung linh, cười đờ mi với ngài, với bà. Nó tiến dần xuống hoàng hậu, và giống như nó muốn tặng cái bông hoa cho hoàng hậu vậy. Nó đi dần dần xuống và nó đi xuyên ngang qua người hoàng hậu. Ngay khi đó, hoàng hậu tỉnh giấc và cảm thấy một cái niềm vui khoan khoái. Và đó là phút giây mà bà thọ thai. 9 tháng 10 ngày sau thì theo truyền thống của người Á Đông về quê mẹ để sinh con, thì bà cũng vậy. Và trên đường về quê ngoại thì giữa đường bà dừng lại để bà nghỉ ngơi. Và bà đi dạo ở trong cái vườn, gọi là vườn gì? Công viên gia đình á? Vườn Lâm Tỷ Ni, ngày nay là đất nước Nepal. Đó là một cái khu rừng, và bà đã đi dạo quanh quanh đó. Bà thấy có một cái nhìn hoa đẹp quá. Bà với tay lên, chắc là muốn nắm thôi chứ không muốn bẻ đâu, phải không? Và ngay khi đó thì bà chuyển dạ và sinh ra thái tử. Huyền thoại kể rằng lúc mà thái tử ra đời thì thái tử ra đời bên hông phải của hoàng hậu. Rồi chín rồng phun nước, trời tuôn mưa, đúng không? Chư thiên trên các tầng trời hiện xuống để xem một cái cảnh tượng huy hoàng. Bởi vì lúc đó cả cái vườn Lâm Tỷ Ni nó rực sáng bởi hào quang của chư thiên. Rồi kinh điển cũng mô tả rằng lúc mà thái tử ra đời thì chim ở đâu nó bay về, nó hót líu lo, bướm bay về dập dờn, hoa nở ngập trời, cây xanh hơn, bầu trời trong xanh hơn, mây trắng bồng bềnh hơn, và loài lòng người cảm thấy hân hoan. Mà văn chương đang nghe rằng là vườn lâm mà chợt thấy hoa đàm nở, mà vuôn muôn vạn tin vui trội nhịp đàn, phải không? Rồi chín rồng phun nước, trời tuôn mưa để tắm cho thái tử bước vào trần gian. Rồi ta nghe rằng, cũng truyền thuyết kể nhé, là thái tử ra đời bước đi 7 bước, rồi bước lên dưới mỗi bước chân thì có một cái bông cúc nó đỡ chân. Bông gì đỡ chân? Bông sen đỡ chân. Rồi chỉ một tay lên trời, tay xuống đất nói câu gì đó, đúng không ạ? Thiên thượng thiên hạ, mai nhắc cũng thầy quên, duy ngã độc tôn này, rất nhiều vấn đề. Và ta mỗi ngày ta dự Phật đàn thì ta được tái hiện cảnh tượng đó.
Nhưng mà thực sự ra thì thầy là con Phật đấy, đi tu đấy, nhưng mà thực lòng thầy không tin lắm. Cái dụ mà đứa bé mới đại mà đi được 7 bước thì thầy không tin lắm. Đúng không? Các cụ có tin không? Không tin. Mà đi 7 bước mà có bông sen nó sọng dưới chân mà đỡ nữa thì chỉ có bông sen nhựa thôi chứ. Bông sen đâu mà có sọng mà đỡ, đúng không? Ừ. Sen nhựa thôi mà thời đó không có nhựa nữa. À, chính thầy không tin chuyện đó. Nhưng mà thầy hiểu rằng là tin hay không quan trọng. Vấn đề là ta biết rằng đó là cách nói của người xưa. Và ta là người con Phật, ta phải hiểu Phật. Chứ đừng có mà như một đứa bé nghe kệ gì tin đó. Ta hiểu điều đó là một cách nói có tính chất ẩn dụ, có tính chất ngụ ngôn. Chứ đừng có nói rằng là khăng khăng đi trương cổ cãi với hàng xóm. Rõ ràng Phật của tôi là đại ra là đi 7 bước là cứ cãi cho bằng được thì họ cười mình. Ta phải hiểu được cái ẩn ý mà người xưa nói. Ta biết rằng người Ấn Độ ấy, họ, chẳng nhưng xin lỗi, nhưng Việt Nam mà người ở gốc ngoài Bắc á, họ nói, họ thích nói những, mình nghe họ nói những cái từ nghe nó hay lắm, êm tai lắm. Nghe họ chửi mình thích nghe nữa, có vần có điệu. Thì người Ấn Độ á, họ có cái, thầy nói về mà ai người Bắc ở đây xin lỗi, thầy cũng có ý ấy gì đâu ha. Người Ấn Độ thì họ là thích nói cái kiểu ẩn dụ, gọi là nói gọi là dương đông mà kích tây, nói bụi tre mà dè bụi hóp. Cái cách của người Ấn Độ là họ thích nói như vậy. Thế thì ta hãy thử suy nghĩ xem, người ta muốn nói gì về Phật mà họ lại nói như thế? Thứ nhất là câu chuyện mà thái tử ra đời đi 7 bước, rồi dưới mỗi bước có một cái bông ấy, bông sen đỡ chân. Thì thầy đề xuất với các vị một cái cách suy nghĩ thế này này. Mình đi chùa đó, lâu năm mà mình nghe giảng nhiều, mình phải hơn người không đi chùa. Ta nhìn một cái cảnh đó mà ta cười, ta biết họ nói cái gì, đúng không? Ta đến nhà một người bạn, người ta không muốn tiếp mình, mắt không thèm nhòm mình, mà nói anh ngồi chơi, ngoài đít đi vào phòng, người ta hiểu họ muốn đuổi mình về. Đó là cái người có trí, ta phải hiểu được. Tương tự như thế, thầy đề xuất với các vị một cái cách hiểu như sau. Đức Phật ra đời và bước đi 7 bước, đúng không? Số 7 của người Ấn Độ tức là số nhiều. Ấn Độ số 7 là con số linh thiêng, giống như mình gọi là hằng hà sa số vậy đó, tỷ tỷ bước. Ý nói rằng thái tử tiền thân của Phật ấy, đã ra đời và đã đi rất nhiều bước. Đức Phật đã đi suốt 80 năm của đời Ngài. Ngài không có mấy khi đi xe, toàn đi bộ. Và Ngài đã bước đi, mỗi bước chân Ngài đi thì họ nói rằng dưới chân có một bông sen để đợi. Bông sen là một cái loại hoa mọc ở bùn mà không bị ô nhiễm bởi bùn. Bông sen là cái loại hoa biểu tượng cho một cái tinh thần vô nhiễm, dù có dấn thân vào đời. Trong đồng gì đẹp bằng sen? Gì nữa? Lá sen bông trắng lại chen nhụy vàng. Gì nữa? Nhị vàng bông trắng lá sân nó xuôi nó ngược vậy đó, gần bùn mà chẳng hôi tân mùi bùn. Nghĩa là người xưa nói rằng con người đó đã ra đời và đi, mà giữa mỗi bước chân đi của ông ấy là không hề có ô nhiễm. Cho dù nơi ông ấy đi ngang qua là đầm lầy, nhưng nơi đó sẽ hóa thành thơm tho mát mẻ như bông sen. Cho dù cái nơi ông ấy đi đến là chiến tranh chết chóc, nhưng mà ông ấy đi đến rồi bước chân qua thì nơi đó chiến tranh sẽ tan đi, nhường lại cho hòa bình. Có thể cái nơi ông ấy đến là một cái nơi người ta đầy hận thù, đầy căm ghét, đầy dữ dằn. Nhưng mà ông ấy đến một cái rồi ông ấy ra đi thì lưu lại dấu tích là những cái bước chân của bình an, tự tại, của hòa bình, của hạnh phúc, của yêu thương. Đúng không ạ? Rõ ràng là như thế. Có những đất nước, có những cái vùng đất người ta sẵn sàng cắt cổ hàng trăm hàng ngàn loại động vật để mà cúng tế cho các vị thần linh. Nhưng Đức Phật đi đến, Ngài nói một câu, Ngài khuyên một câu, người ta lập tức thả hàng trăm hàng ngàn cái sinh mạng. Có những cái vùng người ta
tin theo tà kiến, làm những điều tầm bậy, nghĩ rằng làm như thế thần linh sẽ gia hộ. Chứ Ngài đến một cái, Ngài nói cho họ hiểu rồi Ngài ra đi, nơi đó dường như bừng sáng bởi trí tuệ. Do vậy, cái hình ảnh thái tử bước đi 7 bước, dưới mỗi bước có một bông sen nói với ta một điều rằng, người xưa muốn nói rằng con người ấy đã xuất hiện giữa đời và bước chân đi muôn ngàn bước. Nhưng dưới mỗi bước chân của người đó đã để lại cho cuộc đời tình yêu thương, san phẳng những cái hố hầm của dần tội lỗi và vô minh, thắp sáng lên những cái căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa, xoa dịu những hận thù trở thành yêu thương. Có đồng ý không? Nếu thầy nói mà không đồng ý thì cứ giông tay nhé. Đó là những gì ta học được khi ta tưởng niệm cái sự kiện Phật ra đời. Nhưng vấn đề là ta hãy hỏi mình xem này, mình là đệ tử Phật này, bà đi chùa mấy chục năm này, đúng không? Ta là học trò của Phật này. Thầy ta đã đi từng bước chân, đã để lại dưới bước chân là những cái bông sen. Thế chúng ta cũng đi mà để lại bông gì? Có những người trong đây cũng hơn 80 tuổi là hơn Phật rồi. Có những người 60-70 tuổi. Ta đã đi bao nhiêu bước trong đời này? Mỗi ngày sống là đi. Và ta để lại cái gì dưới chân mình? Ta để lại cái gì nơi mỗi bước chân ta qua? Bông sen hay là bông súng? Hí, bông súng. Không được bông sen thì bông súng thì cũng tạm tạm. Nhưng mà sợ không phải bông súng mà bỏ lại bông xương rồng mới chết chứ. Bông của bom đàn mới chết. Hãy hỏi mình đi, ta đã sống bao nhiêu năm, ta đã đi bao nhiêu nơi, ta đã sống trong bao nhiêu môi trường, và ta để lại cái gì cho cuộc đời sau mỗi bước chân ta đi? Có những con người lạ lắm, đi đến đâu là nơi đó chia rẽ. Có những con người bước đến đâu là nơi đó trở nên hận thù. Có những con người đi đến đâu là nơi đó trở nên nghi kỵ, nghi ngờ nhau, phải không? Thì những người đó, người đời sau mà kể là nó đi đến đâu là dưới chân nó mọc lên mấy cái gai xương rồng. Nói đùa đó, Phật tử đến chùa là cứ bồ đề dạ, bồ đà dạ, phải không ạ? Chú Đại Bi mà, bồ đề dạ, bồ đà dạ. Nhưng mà ai mà mặc nhầm chiếc dép cả là bồ đề gai nó trồi lên. Xem thử mình bồ đề gai có sẵn không? Và mình bước chân đi thì mình để lại dưới chân mình hoa sen, hoa súng hay là hoa bồ đề? Hay là để lại hoa gai, hoa xương rồng? Nhớ, nhớ chưa? Phải cố gắng, không để được bông sen dưới chân đỡ thì cũng để bông súng. Không được bông súng thì bông cúc cũng được, bông ly thì càng ngon nhá. Chứ đừng có để mà thành bông xương rồng. Đại chúng nhớ chưa? Và đây là điều thứ hai mà thầy muốn nói với các vị. Trong cái sự kiện đản sinh của Phật, câu chuyện về sự đản sinh của Phật thì nhiều yếu tố lắm, nhiều chi tiết lắm. Nhưng mà ta sẽ nói thêm một chi tiết này. Thái tử đã đi và đã chỉ một tay lên trời, phải không ạ? Một tay xuống đất, nói câu gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Nói tiếng Việt nôm na là trên trời dưới đất ta là nhất, phải không? Thì có người nói rằng là Đức Phật chủ trương vô ngã mà sao Ngài lại nói ta là nhất? Thì có rất nhiều người đã giảng chuyện này, họ nói rằng Đức Phật chỉ nói sự thật, Ngài không có nói dốc. Vì Ngài là nhất thật, Ngài nói Ngài nhất. Chuyện đó hôm nay thầy không có bàn, để cho các giả sư khác họ nói. Thầy chỉ đề xuất cho các vị một cái ý tưởng này này. Ở đây có hình thái tử không? Không có hả? Đố các vị thái tử chỉ tay nào lên tay nào xuống. Nhớ đi rồi nói nha. Tay mặt lên, tay mặt là tay nào? Các vị giả vờ chỉ với thái tử thầy coi. Chỉ đi, mau. Bây giờ chị đời này không chị đời sau ra đời chị
Thay mặt đi lên đúng không? Thay trái đi xuống. Ta có quyền suy tư một thông điệp mà Phật nói với mình. Phật nói gì? Thực ra một đứa bé mới ra đời mà sao mà nó có thể chỉ tay lên nhảy được, đúng không? Đứa bé nào ra hai tay nó lùi lùi xuống chứ có đâu. Nhưng thầy đề xuất với các vị một cái ý mà thầy nghĩ là có thể đúng. Đó là Đức Phật đã nói, ai mà làm lẽ phải, ai mà sống theo lẽ phải thì sao? Đời đi lên, đời nó thăng hoa, đúng không ạ? Còn tay trái này, ai làm cái điều trái quấy, ai làm cái điều tầm bậy, ai làm cái điều tàu lao thì đời sao? Đi xuống, xuống đâu? Xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ, xuống súc sinh, xuống những nẻo đường xấu ác gọi là thoái đoạn. Rõ ràng sau này khi ngài giác ngộ đó, ngài có dạy một bài kinh như sau: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Tỷ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng, chớ có đam mê danh lợi mà hãy tu hạnh viễn ly. Đường nào đến thế gian nào? Thế gian tức là đau khổ muộn phiền đó, đường nào? Còn tay trái đến thế gian. Còn đường nào đến niết bàn? Tay phải. Đường này đường kia đến niết bàn. Tỳ kheo hả? Đây không phải tỳ kheo. Ai là đệ tử Phật thì phải ý thức rõ ràng nhá. Chớ đam mê danh lợi, hãy siêng đi chùa già lắm. Nhớ chưa? Các vị nhắc theo cho thầy một lần cho thuộc cái bài kinh này: đường này đến thế gian, nhỏ quá, đọc lại: đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, ai là đệ tử Phật hãy ý thức rõ ràng, chớ đam mê danh lợi, hãy tu hạnh viễn ly. Bây giờ làm thêm lần nữa, tay chỉ minh họa nhá. Nghe đường đến thế gian thì lấy tay chỉ. Ai chỉ sai thì mời lên đây đó. Đường này đến thế gian. Đường nào đến thế gian? Tay trái đâu? À, lại nào. Đường này đến thế gian. Đường kia đến niết bàn. Ai là đệ tử Phật hãy ý thức rõ ràng, chớ đam mê cờ bạc, siêng đi chùa già lắm. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Có thể đó là một thông điệp mà ta có quyền nghĩ ra và ta nhớ Đức Phật. Chỉ cần nhìn cái pho tượng đó ta nhớ điều này. Đức Phật mới ra đời ngài đã nói một chân lý rằng, ai làm điều đúng đắn, ai sống theo lẽ phải, ai tu tập theo lẽ phải, ai nói lời ngay thẳng thì đời họ sẽ thăng hoa. Còn ai sống một đời trái quỷ, trái với lương thâm, lương tâm, trái với luân thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục thì đời họ không sớm thì muộn cũng sẽ đi về những chỗ tội đồ đau khổ. Nhớ chưa? Chỉ chừng đó là đủ cho mình tu rồi. Một lần chuẩn bị ăn cắp cái gì thì nhớ lại cái tay của Phật chỉ đi xuống, tự nhiên thụt tay lui. Đấy. Một lần chuẩn bị muốn thấy một vị khất sĩ đi ngoài đường, muốn cúng quả chuối mà tiếc tiếc, nhìn nhớ cái ảnh của Phật tay chỉ lên, thế là rút ra cúng. Chỉ cần ta nhớ cái đó thôi. Nên các vị mà ai chưa có tượng Phật á, về làm cái tượng Phật đạn sinh đeo lên cổ chơi, nhìn thấy cái đó là ta tự ta biết ta cần làm gì, ta cần tránh cái gì. Các vị nhớ chưa? Thầy mới trình bày với các vị về hai cái ý nghĩa, về hai sự kiện của Phật, bao gồm Đức Phật ra đời đi bảy bước, đúng không? Trên bảy bông sen, và Đức Phật chỉ tay. Thực ra còn nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà thầy chỉ xin kể nói hai chuyện thôi, để thầy còn dành thời gian nói chuyện khác. Đây là chuyện khác thầy nói. Ta đi dự lễ Phật đản ở chùa nào ta cũng được tắm Phật, đúng không? Ta múc gạo ta dội, mà nhiều người ác lắm. Ông Phật thì nhỏ chút xíu, cái gạo to bằng cái tô, múc cả gạo dội đến ông Phật dội xuống, ông ngộp thở ông chết. Và thầy khi trưa thầy nói đùa là Phật sinh ra cái mà múc nước mà dội liên tục thế này, có khi ngài cảm lần ngài chết.
Vấn đề là ta dự lễ tắm Phật, ta có hiểu được ý nghĩa tắm Phật không? Hay là thấy người ta múc dội mình, múc dội chơi, sao ngày nào không dội mà cứ dành ngày Phật đàn mà dội vậy? Đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ giải thích với các vị một ý nghĩa, một chi tiết về cái sự kiện ta tắm Phật, để từ đó ta rút ra một bài học cho mình, chứ không phải tắm cho chơi. Tương truyền rằng lúc Đức Phật ra đời ở nơi vườn Lâm Tỳ Ni thì có 9 con rồng nó phun nước. Ta nói hiểu một cách toạc ra là trời mưa. Con rồng nó phun chưa thấy cho biết là trời mưa. Ngài ra đời là trời mưa. Bây giờ ta tái hiện lại, người ta nói rằng trời mưa đó là Long Vương đang phun nước để tắm cho thái tử. Nhớ chưa? Cho nên hôm giờ đi chùa tu về buổi chiều gặp trời mưa thì đừng có sợ sệt chi hết, mà nói rằng tu cả ngày mồ hôi về chứ Long Vương phun nước tắm cho các vị. Đó là cách nhìn, cách nghĩ lạc quan của người Ấn Độ. Đấy, có gì đâu. Nhiều khi mình đi rồi, để chiếc xe máy mà đi, con mình nó bỏ áo mưa ra ngoài, gặp trời mưa không có, đi về ướt bực bội la con chửi cháu. Nếu ta nghĩ lại rằng mình đang nóng nảy đi ngoài đường, Long Vương phun nước để tắm cho mình, thấy vậy hạnh phúc quá. Phật 10 thì mình cũng 7-8 chứ không phải là loại vừa đâu nhá. Cho nên đó là cái cách nhìn đầy lạc quan của người Ấn Độ. Và ngày nay trong cái sự kiện Đức Phật đản sinh, ta cũng tái hiện rằng cái cảnh Long Vương để tắm cho thái tử. Nói ra mấy ý nghĩa thế này. Ngày xưa thái tử chào đời Long Vương tắm, bây giờ kỷ niệm thái tử chào đời ta tắm. Thế là ta bằng ai? Bằng Long Vương, ta bằng trời. Điều thứ hai, một đứa bé vừa mới chào đời thì sao? Máu mụ dính đầy người, đúng không ạ? Máu mụ mẹ sinh con ra, máu huyết dầm về, và nhờ cái dòng nước để tắm cho nên xua sạch đi bao nhiêu cấu bệnh ở trên thân hình của thái tử, phải không? Đúng chưa? Bây giờ cái tượng đó có gì dơ đâu, tượng mới cứng, mới bọc ni lông, đúng không? Ngày xưa thái tử thật dội nước tắm thì nó hết máu mụ trên người. Nhưng ngày nay ta múc một gáo nước, ta dội lên mình của thái tử, ý là gì? Nước đó là nước thơm. Ngày mai các vị tắm, các vị mùng 8 vừa rồi tắm rồi phải không? Có hướng về không? Có, biết ngay. Ở đây 5 năm thầy biết. Vì sao ta hứng? Ta nghĩ rằng đó là nước thơm. Xa hơn, đó là nước tu tập, nước của giới, của định, của tuệ, cái nước của đạo đức, nước của trí tuệ. Cho nên ta hứng về, ta xoa lên mặt để mong hết mùn, xoa lên đầu mong hết đau đầu. Ai đau bụng thì xoa lên bụng mong hết đau, ai đau lưng đau giò thì xoa lên lưng lên giò. Người dân gian mình vậy. Nhưng ta hiểu rằng cái nước thơm đó biểu tượng cho nước của giới đức, nước của giới hạnh, nước của thiền định, nước của trí tuệ. Đó là thần quả tu tập một đời. Và tượng Phật thực chất là một cái cảnh để ta nhìn tượng Phật, ta nhắc ông Phật bên trong mình trỗi dậy mà thôi. Một lần ta đứng trước Phật, ta lại Phật, ta nói: Phật với chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Hay là cái bài mà chúng ta hay sướng trong ba tháng hạ là: Phật với chúng con tánh vốn thanh tịnh, nên sự cảm ứng thật bất tư nghỉ, như những viên ngọc sao ẩn hiện với nhau, mười phương chư Phật ẩn hiện nơi con, thân con hiện trước mười phương chư Phật. Nghĩa là sao? Ta lại Phật thì ta hiểu rằng sâu thẳm trong lòng ta và Phật ngồi ngang nhau, trong tâm ta cũng có một vị Phật. Đức Phật đã nói rằng ta là Phật đã giác ngộ và các ngươi là những ông Phật tương lai. Về mặt bản chất thì Phật và ta giống nhau, đều có cái thể tánh giác ngộ giống nhau. Và ta lạy Phật mỗi ngày là ta kêu Phật đang ngủ quên trong mình thức dậy. Nhớ chưa? Bây giờ cũng vậy, ta múc gạo nước ta tưới lên trên mình Phật, thì ta cũng đang tưởng tượng rằng con cũng đang múc một gạo nước của tu tập, của đạo đức, của thiền định, của trí tuệ, để dội lên tắm mát thân tâm này, để cho thân này, tâm này
dần xa lìa bớt những cấu nhiễm của cuộc đời, và xa hơn là gọi ông Phật trong tâm này ngồi dậy, thức dậy đi, để mà đời này thôi trầm luân sinh tử. Múc nước tắm Phật trong lễ Phật đạo ý nghĩa là như thế nhá. Ta múc nước tắm Phật là một hình ảnh, một hành động. Hành động này là hành động bên ngoài thân, nhưng đó là một hành động tu tập, để ta nhắc rằng mỗi ngày mình cũng hãy múc cái nước của tu tập, nước công đức của mình để tắm mát thân tâm. Câu hỏi đặt ra, nước công đức của mình có không mà tắm, mà múc mà tắm? Đến chùa mà tắm Phật là mấy thầy chuẩn bị cho một bể nước rồi mà thao nước mà tắm. Nhưng mà mỗi ngày ta múc nước giới định tuệ để tắm cho thân tâm này này, có sạch không mà tắm? Không có thì mỗi ngày hãy ráng tạo cho khó thật nhiều nước của giới định, của giới đức, của công đức, của trí tuệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến. Ta tạo bằng cách nào? Siêng năng tu tập mỗi ngày, siêng năng giữ giới mỗi ngày, siêng năng tạo công đức mỗi ngày, thì nước của ta sẽ nhiều vô tận. Múc cái nước đó tắm lên cái thân tâm này mỗi ngày, để khơi gợi, để thức dậy cái ông Phật giác ngộ có sẵn trong mỗi tự thân của mỗi người. Đó là phương pháp tu tập trong ngày Phật đản, tôi gọi là phương pháp tắm mát thân tâm, hay còn gọi là Phật đản sinh, ta cũng đản sinh. Phật đản sinh tức là chuyện bên ngoài, ta cũng đản sinh tức là ông Phật của ta cũng đản sinh. Đó chính là cái thâm ý của bài giảng hôm nay thầy nói với các vị. Ta dự lễ Phật đản, ta chứng kiến cận Phật đản sinh, thì ta hãy làm thế nào để cho ông Phật của ta cũng hãy đản sinh? Chứ không phải cứ coi Phật thiên hạ đản sinh, còn Phật mình thì ngủ đâu ngàn năm không dậy, như thế là thua. Nhớ chưa? Làm thế nào để ông Phật trong mình ấy dự Phật đản về cả là ông vùng vằng ông đòi ra? À, như thế là ngon, như thế là phóng hào quang á. Các vị nhớ chưa? Kính thưa quý vị, thầy đã trình bày với các vị gần một giờ đồng hồ. Mà giảng ở Già Lam buồn quá, đạo hữu ngồi như ngủ gục. Bây giờ đó thầy thấy các vị ở đây toàn là người lớn tuổi rồi, và các vị rất là thương quý thầy, đúng không? Thương các thầy lắm, lo cho các thầy. Mà nhiều người nói với thầy là thầy ơi, con già rồi con buồn quá, con biết già là con gần chết, con buồn. Thầy nói với các vị già không có gì đáng buồn cả. Cho nên hôm nay thầy tặng cho các vị một cái bài thơ, là bài thơ có tên là bài thơ này có tên là gì nhỉ? Quên rồi. Bài thơ tặng bài thơ thứ nhất là chết không có gì đáng sợ. Và bài thơ thứ hai, bài thơ có tên là vui sống tuổi già nhé. Thầy đọc một lần để các vị nghe, sau đó sẽ tập cho các vị đọc. Thầy hỏi thật các vị ấy, ở trong đây những ai sợ chết nào, giơ tay lên. Thường mấy người mà giàu họ sợ chết lắm. Ở đây có ai sợ chết không? Ai mà sợ chết là biết là giàu lắm. Ai không sợ chết giơ tay thầy coi. Cao lên. Như vậy là anh hùng rất là nhiều trong đây. Thì anh hùng mới không sợ chết thôi. Và sự thực là người Phật tử ta thấy rằng thực sự chết không có gì đáng sợ cả. Đây là bài thơ chết thật là vui. Sống thì ăn cháo ăn rau, chết rồi thì con cháu đua nhau cũng gà. Sống thì nhà chẳng ra nhà, chết rồi xây mộ cao và rất to. Sống thì bữa đói bữa no, chết rồi gửi xuống phủ phê đủ đầy. Bây giờ mình sướng hơn Tây. Mấy cái người chết như mồ nói với nhau á, bây giờ mình sướng hơn Tây. Biết vậy thì đã xuống đây lâu rồi. Ngày xưa mình sống trên đời, con dâu nhăn nhỏ nói lời đắng cay. Chết rồi chúng nó đổi thay, nghiêm trang cung kính chắp tay đàng hoàng. Năm nào cũng gửi tiền vàng ông phủ á,
tiêu pha không hết phải mang ngân hàng. Ai ngờ chết quá vui tươi, sống ôm mặt khóc mà chết cười nhăn răng. Bây giờ thầy đọc một câu, các vị lặp lại một câu cho thuộc bài này to và rõ ràng nhá. Đọc lại cho to. Sống thì ăn cháo ăn rau, chết rồi con cháu đua nhau cũng bò. Sống thì nhà chẳng ra nhà, chết rồi xây mộ cao và rất to. Đọc cái gì mà không nghe gì cả, đói bụng rồi á. Chết rồi à, sống thì bữa đói bữa no. Chết rồi gửi xuống phủ phê đủ đầy. Bây giờ mình sướng hơn Tây, biết vậy thì đã xuống đây lâu rồi. Biết xuống đâu không? À. Ngày xưa mình sống trên đời, dâu con nhăn nhỏ buông lời đắng cay. Chết rồi chúng nó đổi thay, nghiêm trang cung kính chắp tay đàng hoàng. Cha mẹ chết chắp tay lại muốn sói đầu luôn. Năm nào cũng gửi tiền vàng, tiêu pha không hết phải mang ngân hàng. Ai ngờ chết quá vui tươi, sống ôm mặt khóc mà chết cười nhăn răng. Nhớ chưa? Không có gì phải ngại cả. Thầy tặng cho các vị thêm bài thơ nữa, bởi vì ngày Phật đản cho nên ta phải vui. Và đây là bí quyết để cho các cụ có một đời sống thật là vui vẻ, tươi cười và không có nhăn nhó. À, muốn vậy thì phải biết tránh xa những cái nguy cơ làm cho mình nhăn nhó. Đó là bài thơ 30, 4 có, 5 không. À, nhớ câu thần chú này, đi đâu cứ lầm bầm 30, 4 có, 5 không. Cần phải quên đi 3 chuyện thì đời mới vui. Cần phải có 4 điều ta mới vui. Và cần phải không có 5 cái này thì đời mới vui nhá. Đây là bài thơ 30, 4 có, 5 không. Nghe cho rõ, nghe cho kỹ về áp dụng nghe không? Thứ nhất này, 1. Quên mình đã tuổi già. Chưa cần nhắc lại đâu, nhắc luôn đi, từng câu một. 1. Quên mình đã tuổi già. Các vị đói bụng chưa? Sao mà nhắc nhỏ quá vậy? Thầy muốn các vị nhắc cho to, cho đều, cho hoành tráng. 1. Quên mình đã tuổi già. Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì? 2. Quên bệnh tật hơn thua. Cuộc đời vốn thế, việc gì nhọc tâm? 3. Quên thù hận cho xong. Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi. Nhớ chưa? Đó là 3 quên, đây là 4 có này. 1. Nên có một gia đình. Lang thang khuya sớm người ta xem thường. 2. Là có mái nhà riêng. Đói no cũng chẳng làm phiền dâu con. 3. Là tiền gửi ngân hàng. Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già. Nhớ chưa? Đừng có cho hết để dành ít nghe không? 4. Cần có bạn gần xa. Tri âm tri kỷ để mà hàn huyên. Có người cả đời không đi đâu, để khi đi không có bạn có bè chứ hết, thấy không? Phải có bạn tri kỷ gần xa. Đó là 4 cái phải có. Và đây là 5 cái phải tuyệt đối không này, tuyệt đối đừng này. 1. Không vô cớ bán nhà.
dọn vào chung chạ la cà dâu con. Nhớ chưa? Đừng có nghe là nói ngon nói ngọt, mẹ bán nhà đi vô ở với con, đưa tiền con kinh doanh bán rồi vô ở mấy năm nó hết hụi nó buồn. Đừng có dạy không? Một là không vô cớ bán nhà để rồi lang thang mà chung chạ mà la cà với dâu con. Nè, hai không nhận cháu để chăm. Ổn mà nhớ thì thăm hỏi ấm lòng đôi bên. Nhớ chưa? Ta đẻ ra bê ta nuôi bê thôi. Mày đẻ con bê lo nuôi. Để mẹ đi chùa mẹ tu. Nhớ chưa? À, hai là không nhận cháu để chăm mà nhớ thì thăm hỏi ấm lòng đôi bên. Ba không cố gắng ở chung than van trách móc khó lòng tránh xa. Nhắc lại nào, ba không cố gắng ở chung than van trách móc khó lòng tránh xa. Đúng không? Ở xa xa thì nhớ, ở gần chửi nhau. Con đi nó đá cái son, đá cái nồi, mình ngồi trên phòng mình nói nó chửi mình đấy, đúng không? Đập nó, con mẹ nó đánh con, mình ngồi mình nói nó chắc nó muốn đánh mình đấy. Cho nên là không cố gắng cường ép ở chung, than van trách móc là điều khó mà tránh khỏi. Đây tiếp này, bốn không từ chối yêu cầu. Ít nhiều quà cáp dâu con cho mình. Tức là nó đến thăm nó cho mẹ bánh thì mẹ cứ lấy đi, mẹ đừng có nói thôi, đừng có mua nữa con, cô chi tốn tiền vậy, dài riết rồi nó không mua gì hết, tiền nó không cho rồi ngồi đó mà khóc. Con tôi hai ba đứa mình nó tệ, đến thăm cả đời không cho đồng nào. Nhớ chưa? Đừng có bao giờ mà lắc đầu, nó cho là cứ lấy để đó. Có tiền đi chùa cúng dường tam bảo, để thầy mua đẹp trai cúng dường. Đi chùa nó cho bệnh cho kẹo không ăn để đó, cho cháu cho hàng xóm, cho tiền để dành đó sinh nhật con cháu. Nhớ chưa? Tuyệt đối là bốn là không từ chối yêu cầu ít nhiều quà cáp dâu con cho mình. Nhớ chưa? Và đây là điều thứ năm. Năm là không có can thiệp nhiệt tình vào đời tư hay là chuyện linh tinh con mình. Kệ nó, chứ ở chung rồi già rồi cái miệng ngứa lắm, thấy gì cũng nói, đúng không? Kệ nó, không có mình thì nó cũng tốt lắm mà. Cho nên thấy cái gì đó mà làm giúp được thì làm, mà làm giúp không được thì kệ mày. Bà cực một đời rồi bà lên chùa già làm bà tu, dứt khoát. Nhớ chưa? Nhắc lại một lần cho nhớ này. Bây giờ nhắc cho to chứ nhắc nhỏ là mệt với thầy đó nha. Một, quên mình đã tuổi già, sống vui sống khỏe lo xa làm gì. Hai, quên bận tật hơn thua, cuộc đời vốn thế việc gì nhọc tâm. Ba, quên thù hận cho xong, ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi. Một là có mái gia đình, lang thang khuya sớm người ta xem thường. Hai là có mái nhà riêng, đói no cũng chẳng làm phiền dâu con. Ba là tiền gửi ngân hàng, ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già. Nhớ chưa? Bốn là có bạn gần xa, tri âm tri kỷ để mà hàn huyên. Đó là bốn có. Đây là năm không. Một không vô cớ bán nhà, dọn vào chung chạ la cà dâu con. Hai không nhận cháu để chăm,
Nhớ thì thăm hỏi ấm lòng đôi bên. Ba không cố gắng ở chung. Than van trách móc khó lòng tránh xa. Bốn không từ chối yêu cầu. Ít nhiều quà cáp dâu con cho mình. Năm không can thiệp nhiệt tình. Đời tư hay chuyện linh tinh con mình. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Thiệt không? 4 giờ kém 15 là các vị nghỉ đúng không? Phải 4 giờ kém 15 không? À, 5 giờ kém 15 đúng không? Kính thưa quý vị, như thế này, những lần trước thầy đến giảng thì rất là nhiều Phật tử hỏi thầy là thầy có thầy giảng nhiều vậy mà thầy có ra đĩa không? Bởi vì thầy đã cho người để làm đĩa, chọn những cái bài giảng ấn tượng nhất tặng các Phật tử. Nhưng mà có một thực tế là ngày nay không có ai có đầu đĩa hết. Người ta xài máy tính với xài tivi tivi hiện đại không ạ? Cho nên thầy đã làm một ít cái USB. Trong cái USB này là nó dung lượng 16GB và nó có chép 50 bài giảng của thầy. Các bạn, các Phật tử của thầy là tuyển chọn 50 bài giảng. Trong đó có khoảng 20 bài giảng là có hình ngồi giảng thế này. Có cả 3 bài giảng của giảng tại Già Lam. Và có khoảng 30 bài giảng là chỉ có âm thanh. Xíu nữa cuối giờ giảng đó thì các vị mà ai mà muốn nghe, tức là biết cách nghe giảng bằng USB đó, thì các vị đi lên và thầy sẽ tặng cho các vị mang về để nghe. Đây là một cái cách để gieo duyên, một cái cách tiện lợi nhất để mình cắm vào, kể cả trong cái máy nghe pháp của mình ấy, có cái khe ta cắm USB vào thì ta có thể nghe các bài giảng. Tổng cộng hơn 50 bài giảng trong tổng số 150 bài giảng của thầy mà các bạn đấy đã tuyển chọn những cái bài hay nhất, ấn tượng nhất để các vị đem về để nghe. Ta nghe rồi ta thấy hay, ta có thể đưa cho bạn bè của mình cùng mượn để nghe. Để đó là một cách lan tỏa những lời Phật dạy vào trong cái cuộc sống mỗi ngày của mình. Kính chúc đại chúng có một cái mùa Phật đản thật là hoan hỷ, thật là an lạc và sống bình an trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đây, ở đây luôn. Xíu nữa các vị lên lấy nhé. Cuối giờ giảng lên để thầy tặng. Xin mời đại chúng ngồi như thế, chúng ta ngồi yên như thế để chắp tay, để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.